già cỗi, dịch bệnh, giá cả thấp là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nông dân ở Bình Thuận chặt bỏ thanh long. Người ít thì vài trăm trụ, nhiều thì lên đến cả ngàn trụ. Nhiều hộ nông dân giờ chẳng còn mặn mà với cây trồng, từng một thời được xem là cây xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Giá cả mấy năm trước đỡ, còn hai năm nữa là đây là nó bấp bênh quá, làm thấy không có lợi nhuận. Là do tình hình là thanh long trồng lâu năm làm không có đạt năng suất nữa. Rồi cái thứ hai là dịch bệnh, rồi giá cả không ổn định, rồi nên nhổ phá bớt 1.000 trụ. Sau khi phá bỏ thanh long, có người còn để đất trống với các dự định trong tương lai. Nhưng cũng có hộ trở lại canh tác lúa hay những cây truyền thống khác. Tình cảnh này trái ngược hoàn toàn cách đây 10 năm, khi người dân rầm rộ đúc trụ, xuống giống trồng thanh long, chấp nhận các hình thức xử phạt hành chính cũng như quy định không được trồng thanh long trên đất lúa. Lúc đó xử phạt bà con cũng chấp nhận, nhưng mà sau này cái có nghị định 01 năm 2017 thì là cho bà con trồng, nhưng mà không được là đào ao, rồi không được là thay đổi hiện trạng. Hàm Thuận Bắc là địa phương có diện tích trồng thanh long lớn thứ hai của tỉnh Bình Thuận với trên 9.000 hectare. Từ tháng 3 đến nay đã có 300 hectare thanh long bị chặt bỏ. Theo quy hoạch, đến năm 2020, tỉnh Bình Thuận có khoảng 30.000 hectare thanh long. Tuy nhiên hiện tại đã vượt hơn 3.000 hectare. Không biết làm cái gì, thứ hai trồng cây khác vậy đó, chuyển đổi cây khác, không biết là như thế nào. Diện tích thanh long bị phá bỏ còn khiêm tốn so với vượt quy hoạch. Nhưng là sự khuyến cáo để nông dân có cái nhìn tổng thể, bám sát vào định hướng, quy hoạch, quy trình của địa phương. Từ đó chủ động trong sản xuất nhằm tránh tình trạng trồng ồ ạt khi thấy giá bán ở đỉnh cao, rồi âm thầm phá bỏ khi chạm đáy. Bởi lâu nay, thị trường tiêu thụ luôn không ổn định đối với những loại trái cây sản xuất không đảm bảo an toàn chất lượng.